Tiên cũng xin nói chuyện với cả nhà như thế này. Ví dụ như anh em nào mà muốn 2 phút lên 40 phút hoặc lên 1 tiếng hoặc lên tiếng rưỡi thì gặp Ita Giang. Đấy, còn những chị em nào mà muốn trải nghiệm dịch vụ 6 tiếng thì gặp Thiên. Thiên khẳng định rằng là chị em gặp Thiên thì gì? Đi chị em nhớ, ở chị em thương, mà lên giường chị em sướng. Chị em nào tình thương gặp Thiên là cần tất. Không không được lộ đâu, nhưng mà em thôi xin phép được hôm nay được bật mí cho mọi người là anh Thiên là bị yếu môn sinh môn lý mọi người ạ. Là hôm vừa rồi là hai anh em có alo với nhau và anh Thiên anh cứ bảo là Giang ơi, thì bây giờ là anh hiện tại bây giờ anh chưa một phút mà anh đã hết tiền rồi. Thì mình cũng nghĩ mãi cứ áy náy mãi là thương anh quá. Em thì có cái sản phẩm giúp kéo dài thời gian quan hệ mà ông anh mình lại yếu quá, bảo sao mà ông anh mà chưa có người yêu, chưa có vợ mà cũng chẳng có người yêu, mà lâu nay cứ thấy anh lùi thủ của mình. Em nghĩ em thương anh tướng nọ rồi mà em thương thật sự luôn em cứ nghĩ em bảo với cả mấy người là sao tự nhiên ông Thiên thế, mà sao ông ấy đẹp da phai to đa tài như thế mà tập thể dục thể thao suốt ngày mà sao kiểu gì lại yếu cái môn đấy. Thế là vừa nãy mọi người ạ, vừa mới lên đến nơi thì xem mấy quả feedback của anh mà thôi em choáng mọi người ạ. Vừa nãy xem ông ấy cho xem mấy quả feedback mà thôi em vẫn đang hoa mày chóng mặt mà chưa ngồi dậy được, chưa đứng dậy được, mà feedback là toàn 3 tiếng rưỡi và 4 tiếng thôi. Nếu mà lên được hẳn 6 tiếng mọi người có tin không? Em không tin, mà bây giờ em phải tin đây, vừa mới kiểm chứng rồi. Đấy, vừa mới kiểm chứng mấy quả feedback rồi. Mà cái sản phẩm này nhà em thì chỉ giúp kéo dài từ 1-2 phút mà lên 3-40 phút, cùng lắm là tiếng rưỡi thôi. Mà ông ấy chơi quả tầm toàn 3 tiếng với 4 tiếng với 6 tiếng này thì em đang chưa hiểu là loát kiểu gì. Mà em chưa hiểu là sức khỏe của anh kiểu gì, anh ngồng lên em chủ xem cái cơ bắp của anh vớt rồi. Tôi sợ bóc nhầm dục dưới mọi người ạ. Em là kiểm chứng rồi, em là em gái nhưng mà em kiểm chứng rồi. Khoan, em phải nói rõ em kiểm chứng kiểu gì. Em kiểm chứng là qua nhiều video này, hình ảnh này, thông tin này. Và qua cái người được anh test. Em kiểm chứng qua cái người được anh test rồi. Là em thì chưa test, chuẩn bị test mọi người ạ. Nhưng mà thôi thì sau hôm nay thì thôi, em cũng xin giơ tay rút lui thôi. Bởi vì là nếu mà tầm 5 tiếng, 6 tiếng thì thôi, không ai chịu được đâu mọi người ạ. Sợ đi cấp cứu. Nhưng mà thế bây giờ như này, em mà định mang cái lọ này tặng anh. Lọ này là nhà em là Loramen, có nghĩa là giúp lâu da anh ạ. Giúp lâu da. Thế bây giờ em có cái loại nào mà coi như là đưa từ 6 tiếng trở về được 30 phút không? Chắc vẫn phải dùng loại này anh ạ. Đấy à? Tại vì là cái sản phẩm này thì giúp cho anh em từ 2 phút lên đến 3-40 phút, cùng lắm là tiếng rưỡi. Thế nhưng mà nói thật luôn. Thế nhưng mà theo em thì bây giờ anh khỏe thế 6 thì... tiếng hơn hay là 30 phút hơn? Thì bây giờ em không đang cũng chưa hiểu được cái thế anh có nên dùng cái này không? Thôi anh không dùng đi. Anh dùng bây giờ từ 6 tiếng trở về 30 phút thôi anh, lại trở về mặt đất đấy. Anh dùng cho anh. Anh lấy cái này anh tặng cho thằng Phạm Hồng Nam, diễn viên coi như là cướp người yêu của anh, cướp người yêu của anh trong lễ cây ba. Anh Nam yếu. Ui dồi, bảo sao anh Nam chỉ được 2 phút thôi, nếu mà uống cái này mà liệu uống được cái nửa tiếng. À cái này không uống, cái này xịt. À xịt. À đây xịt rồi, ok. Anh Nam mà 2 phút thì cái này lên tiếng rưỡi là ok luôn. À rồi ok, thôi. Mà em nói thật nhá, những cái ông yếu mà 2 phút thì chỉ muốn lên 30 phút thôi. Ờ mà sao nó yếu thế nào mà sao nó có 2 phút mà dám thi đấu với người 6 tiếng thì